Chào các bạn, thì hôm nay mình chia sẻ cái củ mà khi mình mua từ ở những cái vườn khác về, hoặc là những cái củ mà mình mua ở trên các bạn chia sẻ trên mạng về á, thì mình mua những củ khỏe đó. Các bạn thấy thì cái củ đang gửi về mình đây nè, nó thì mình yêu cầu là cắt một phần lá và rễ thì để nguyên đặng gửi đi xa, cái củ mình nó sẽ an toàn. Thì những củ này thì Tâm mua về là chủ yếu là nó khỏe rồi, Tâm tiếp tục Tâm chẻ củ luôn. Mà nhưng khi mình mua về thì mình thấy cái củ nó có nhiều cái cây con nè, đó cái con nó u ra nè, thì chuẩn bị nó sẽ u cây con nè, thì mình quyết định mình không chẻ và mình dưỡng lại để mình nuôi cái cây con này lớn lớn lên để mình tách baby, rồi sau này nó tiếp tục mình chẻ sau. Và những cái củ này thì khách gửi về thì nói chung là nó rất là khỏe, mà nhưng là mình thấy là cái giống này á, là nó có cái dòng con nó dòng rất là nhiều nè. Thì cái cây này khi mình trồng trở lại thì nhất định là cái đợt mà nó phát trở lại này á, thì bảo đảm nó sẽ nhảy con tiếp nữa, thì mình sẽ thu một lượt dàn con này, thì sau này nữa thì cái nở hoa tiếp nữa, thì có cái hoa ở vườn mình xong thì mình mới tiếp tục mình chẻ cái củ này. Tại vì nó có hai cách, thí dụ như mình chẻ trước rồi cái cây con đó mình nuôi lớn lên là nó nở chuẩn hoa lại, thì nguyên cái dàn củ đó nó sẽ chuẩn hoa. Còn bây giờ mình thấy cái củ này, thí dụ thứ nhất là gửi đi xa nè, nó ủ cái rễ rất là tốt nè, rất là mạnh nè. Còn giờ mình chẻ thì nó lại không, dàn con mới vừa tách thì nói chung cái củ nó hơi lép mà kia, là mình chẻ nó cũng không được ngon. Thành ra là mình quyết định mình trồng trở lại để mình dưỡng cái củ này lại đó. Thì khi mình mua những cái củ ở chỗ khác gửi về thì gửi nguyên bầu như thế này đó, thì mình phải nhổ lên và mình thay cái giá thể mới, mình vũ bớt cái giá thể này ra, chứ mình không để giá thể này mà mình tiếp tục mình sang chậu và mình để nguyên đó mình trồng luôn thì nó không tốt. Tại giá thể này người ta trồng đã thời gian đã lèn rồi, với cái nữa là khi mỗi vườn vậy á, thì chăm cái chế độ dinh dưỡng nó khác nhau, cái giá thể khác nhau, thì mình về mình sẽ đồng bộ lại cái giá thể để cho nó sẽ chuẩn cái giá thể ở trong mình thôi. Tại vì mỗi cái vườn nó mình chăm cái giá thể nó theo cái giá thể của mình thì nó sẽ dễ hơn, sau này nó sẽ đồng bộ hơn. Nhưng những củ mình mua nó rất là nhỏ nè, thì gửi về cây nó trong quá trình vận chuyển thì nó còn có cái rễ à, nhưng mình phải thay giá thể, thì mình tút nhẹ ra mình thay giá thể, mình thay cái giá thể mới. Thì những cái mùa này là mùa mưa, thành ra mình cũng chọn những khi cái củ nhỏ thì mình chọn một là túi lưới nè, hai là cái chậu nhỏ hơn, thì đây là cái chậu C7 nè, đó, kết hợp với một cái túi lưới để dành cho một cái baby này. Thì mình thay cái giá thể mình đã trộn sẵn rồi, thì giá thể thì gồm phân rơm, phân trộn, rồi các bạn lấy thêm vỏ trấu, nói chung là nó là họ lan, nó không cần quá nhiều cái đất đâu. Nói chung là mình chăm, tại vì khi cái củ quệ mình chăm nó đặt rễ khi cái chậu nhỏ rồi thì mình sẽ thay qua chậu lớn, nó sẽ phát phân lên đó. Thì cái củ này thì bắt đầu là mình cho vô cái túi lưới đặng nó thoát nước tốt, chứ các bạn mà đưa vô cái chậu rất là lớn thì dinh dưỡng nó nói chung nè, các bạn thấy không, củ gửi về là bạn thấy không, dập rễ trơn à, còn có cái rễ le que này, nếu các bạn để nguyên vậy mà chăm thì nó sẽ bị nấm bệnh và bị thối rễ đó. Đây là cái miếng chẻ nè, mới ra là rễ con đó, thì các bạn nhẹ nhàng các bạn ginh nó qua thôi, và mình đưa vô cái túi lưới mình trồng xuống, trồng vô túi lưới. Mình cứ tưởng là những cái cây con này á, là khi người ta chẻ cái giá thể nó cũng cũ rồi, nhưng thật sự có nhiều củ thì nói chung là người ta trồng, người ta lại nhổ cái củ lên rồi người ta bỏ một cái giá thể vô, người ta mới gửi cho mình, thì mình lầm tưởng nó là cái giá thể nó đã lèn, chúng mình nó đã cũ rồi, cái giá thể nó cứng. Ở nhà mình đổ nó ra vậy thì nó lại gớt ra từng miếng hết trơn, là tức là cái giá thể này là ở vườn á, thì người ta mới lấy một phần giá thể người ta nhổ cái miếng chẻ người ta để vô rồi người ta bao lại cho mình. Người ta giống như là người ta chỉ có tác dụng là người ta giữ ẩm để vận chuyển thôi. Thì khi mà mình về mình phải thay phân và mình chăm theo, mình chăm mình thay phân cho cái mình chăm cái giá thể mới. Thì ban đầu mình sẽ vô cái túi lưới như thế này đặng cho nó thoát nước tốt đó. Đó thì khi vô túi lưới cao, nó hơi cao chút xíu, đặng nói chung là xin nó mà chiều là mình hơi giống như là cho nó giữ ẩm cái bầu rễ đó,
hơi cao chút, rồi bắt đầu là mình cho nó vô cái chậu C8. Nói chung là để làm cho những cái dòng này nói chung là thoát nước tốt đó. Mình cơi cơi cao cái chậu lên làm cho cái chậu mình nó thoát nước tốt, thì thời gian nữa thì mình khi mà nó tốt lên rồi thì mình chuyển qua cái chậu lớn hơn, chuyển qua cái chậu lớn hơn đó. Thường thì nói chung là cái chậu nào ta cũng về ta cũng phải thay phân qua hết. Nói chung mình trồng theo cái giá thể của mình là tốt nhất. Rồi nhớ cái mã số nè, rồi tên của cái củ nè đó, thì Tâm bên vườn Tâm thì Tâm quản lý theo cái mã số rồi mình chăm thôi. Thì một thời gian sau nữa thì nó sẽ để Tâm lấy cái chậu mà nó đã chăm được một thời gian rồi cho các bạn xem. Đây đây là cái chậu chậu này Tâm đã thay phân được hơn một tháng rồi. Hồi gửi về thì nó chỉ có một lá ở vườn, ăn lá cái lá này thì nó cũng bị bệnh nè, và sau này ta chăm lại thì nó ra lá non lại nè. Thì hai củ này thì đã ổn định rồi. Ổn định rồi thì mình cho phân hữu cơ vi sinh vô, phân dê thì đã qua xử lý và mình ngâm thêm phân lạnh là đạm NPK của Phú Mỹ để cho cái củ, cái miếng cái hạt này nó có dinh dưỡng. Khi mình bỏ vào thì cái cây nó có dinh dưỡng nên nó phát đó. Các bạn thấy không, khi mà cái túi lưới mà mình tưới nước mà mua nhiều mà nó vẫn ẩm ẩm, rất là ẩm ẩm ghê luôn á. Mà nếu mình trồng trực tiếp trong cái chậu này á, thì nói chung là cái độ ẩm nó quá cao, nó làm cho thối rễ. Còn bây giờ là mình cơi cao lên thì cái phần này thoát nước nè, cái phần còn này thoát nước thì cây nó nếu mà nó chịu khô á, thì nó đủ nước rồi thì nó sẽ ăn rễ trên cái phần này. Và cái nguyên tắc nếu thiếu nước thì nó sẽ đi xuống cái độ ẩm này, nó sẽ hút nước với cái độ ẩm này đó. Thì cái miếng chẻ mình mua về là mình trồng được như nè, thì cái củ này nó ổn định thì nó bắt đầu nó ra lá rồi, thì sau này nó lớn lên đặt rễ nữa thì mình tiếp tục mình chuyển sang cái chậu lớn lớn hơn đó. Đối với những cái củ khác cũng vậy, những cái củ này mình mua về cũng vậy. Nói chung là khi mình mua về á, là cái phân ở trong đây nè, các bạn thấy không, nó cũ hết rồi đó, bạn thấy nó cũ nè. Đó, nó cũ nè đó. Thì mình phải 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 bỏ bớt, nó đang ra rễ non đó. Thì cái rễ này rất là tốt, mình nhẹ tay thôi, mình bỏ loại bỏ một số cái mình vũ đi cái phân cũ nè đó, các bạn thấy không, rất là cũ, cái phân này cũ dữ lắm. Nếu mình để nữa thì sau này nó sinh nấm bệnh đó. Thì thay vì mình nhổ nhổ hẳn lên, còn mình nhổ hẳn lên thì cái này là mình gỡ nguyên bầu thì mình loại bỏ, mình vũ nhẹ thôi. Nói chung là khi cái rễ nó còn lại cái phân đó, thì nó sẽ lẻ phát hơn, thì khi mình trồng lại thì nói chung là nó lẻ phát hơn. Mình vệ sinh cái củ bớt, ví dụ như có những cái vỏ đen này kia nè đó, từ mặt cổ nó có những cái đen đen nè, mình loại bỏ bớt để cho cái củ mình nó sạch nữa mình trồng xuống. Bắt đầu thì cái hai ba cái lá này thì bắt đầu là nó sẽ vàng, nó sẽ bỏ bỏ lá đi và mình sẽ ra cái lá mới. Cái lá mới là cái lá ở cái vườn mình, còn cái lá này là vườn 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 cũ ở vườn khác. Thì sau này cái củ này mới mỗi cái vườn chăm thì cái lá nó sẽ khác nhau, nó không giống đâu, dinh dưỡng khác nhau. Và mình bây giờ là mình thay khi cái này á, thì các bạn cho vô cái chậu nó cũng khá khá chút xíu, hoặc C8 đó. Bạn cà trồng cơi lên khoảng một cây này thì cái bộ với bộ rễ này với củ này thì mùa mưa này thì nó mùa bạn tưới chăm này thì nó sẽ phát phát ca phát lên đó. Củ này là củ G Honey đó. Thì mình mua những cái củ ở vườn khác, tại Gani nó có nhiều phiên bản màu lắm, thành ra mình sưu tầm, thành ra là mỗi phiên bản gì là mình đều có cái củ giống hết đó. Các bạn sẽ thay phân thì mưa này thì thay phân củ rất là tốt, mình gãi phân rồi mình tưới rồi mình chăm. Thì mùa mưa này để chuẩn bị cho một sang cái giá thể chậu mới, thì nó đặt rễ xong thì mùa nắng á, nó mới có nguyên cái chậu lớn nó để nó chống chịu với cái thời tiết nắng. Tại vì sai lầm của Tâm một thời gian trước á, là ngay mùa nắng mình lại nhổ củ và mình tưới, mình nhổ củ và mình thay phân. Thì khi nhổ củ mà các bạn để nó khô quá và mình trồng trong cái túi túi lưới thì lúc đó nó lại cái túi lưới nó không phù hợp, tại mùa mưa cái túi nước thoát triển tốt
đó, thì mình nói chung là cái giá thể nó thoát nước tốt thì nó sinh trưởng tốt, còn khi mùa nắng thì nó lại mình các bạn phải chọn một cái chậu khác nó có độ ẩm cao hơn để nó giữ cho cái củ của mình không bị nắng làm cho thối rễ đó. Mùa nắng thì mình phải chú trọng vào cái việc mà độ ẩm và mình che chắn lưới để có thể là cho cái củ của mình nó cái độ ẩm vừa phải thôi, không nắng quá, nắng quá nó sẽ làm thối rễ, nó sẽ làm cho cái củ của mình nó thối rễ rồi nó sẽ lụng. Thành ra là khi mà cái củ của bạn cảm thấy mà giá thể nó cũ rồi thì các bạn mạnh dạn các bạn nhổ lên trồng lại với những cái củ mà như ta mua như thế này nè đó, thì mua mua là mua của mẹ nhưng nó lại có hai ba cái nanh con nè, các bạn thấy không, cái nanh con này nè, thì cái này là cái mà mình lời, tại nói chung là khi mà cái củ này thì ở vườn bán thì không thể nào họ tách được, nằm dưới đất nè, khi mình chốt chốt của mẹ vậy thì bắt đầu mình nhổ lên thì nó có cái cây con, thì cây con nhỏ quá thì cái vườn thì họ bán họ tặng mình luôn đó, mà nhưng nói với mình nó là cái củ củ lời, nói chung là cái củ lời này nó ví dụ cái củ này mình mua 1 triệu đi mà mình được hai cái con này là mình về, nếu mình không có hai con này thì mình chẻ thì nó được lên nhiều bi thì cái vốn mình chia chia ra, còn bây giờ là cái củ của mình nó gỡ về là nó tốt, mình nhưng nó lại có hai cái nanh, nó là hai cái nanh răng sữa nè, hai cái ba bi chuẩn bị lú ra nè đó, thì mình bây giờ mình lại chà tông lại, mình tông lại thì mình hơi kệ, tông lại mình xem hoa nó một lần đi rồi bắt đầu mình tách hai cái cây con này thì mình bắt đầu sau này mình chẻ chẻ sao. Rồi các bạn cứ mạnh dạn với Zalo của Tâm là 0939 54 56 58, nói chung là kỹ thuật chẻ củ rồi ươm giống rồi giống này kia đồ giao lưu này kia, các bạn cứ mạnh dạn cứ 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 kết bạn Zalo với Tâm rồi vô họ chẻ củ này kia đâu, thì có những cái kinh nghiệm nào mà nói chung là Tâm Tâm thấy hữu ích rồi đối với một số bạn thì đã biết rồi thì nói chung là mình không nói, cũng nhiều bạn chưa biết thì nói chung là cái đó là cái kinh nghiệm để mình học hỏi để mình giao lưu rồi mình làm cho cái kỹ thuật của mình tăng lên, mình tạo một cái sân chơi có cái nguồn hoa rồi đồng thời là mình có thêm cái nguồn thu nhập. Rồi cảm ơn các bạn nhiều. Thì đây là những cái củ mà Tâm chẻ nè, các bạn thấy nè đó, đây là những củ mà Tâm đã chẻ nè, Tâm đang ươm lại nè, thường thì số lượng nhiều vậy thì Tâm lại làm clip để lên để cho nó cạnh tranh dinh dưỡng với nhau, nó sẽ lẻ phát hơn, nó lẻ phát hơn, nó lớn rồi bắt đầu mình chuyển sang củ thì nó mạnh, còn cái củ nhỏ quá thì bắt đầu là mình nếu mà mình trồng vô độc lập riêng đó, thì nói chung lúc đó thì nó dư, nó giống như là thiếu thì nó lại cạnh tranh với nhau, nó lại sống, mà nói chung tính chất cạnh tranh dinh dưỡng mà đó, thì mình trồng riêng mà nói chung từng củ vậy thì số lượng mà nhiều quá mình không có thời gian với mình trồng này là mình cứ chăm theo vậy thì nó lẻ phát, các bạn thấy nó rất là tốt không đó, mình cứ gãi phân vô, một là phân hữu cơ vi sinh nè, phân dê nè, nói chung rồi mình xịt NPK vô để cho nói chung là mình cung cấp dinh dưỡng, nó là giống như là nó cần phải ăn uống giống như là y chang như con người vậy đó, là nó không phải nhiều chất này chất kia rồi môi trường nước uống rồi giá thể này kia đâu, thoát nước tốt, nước huệ là kỵ kỵ nước, không cần trồng nhiều đâu, các bạn thấy số lượng cây như bao nhiêu đi nè mà Tâm lại trồng số nó đâu có bao nhiêu đất đâu, đâu giá thể đâu, mà nhưng là khi mà nó ăn đặt giá thể này nó thiếu rồi đó thì bắt đầu Tâm bổ sung vào cái dinh dưỡng cho nó thì nó lại phát triển lên, thì khi mà nó đặt đặt như vậy nè, cái lá bự hai ba lá này cạnh tranh với nhau, lúc đó cảm thấy nó quá đặt rồi thì lúc đó Tâm phải chuẩn bị giá thể rồi Tâm tách nó ra rồi Tâm chuyển sang một cái chậu mới, thì lúc đó cái củ mình nó đã bự rồi thì mình trồng lại thì nó lẻ phát hơn. Rồi Tâm cảm ơn các bạn nhiều.